tiễn biệt vị đại tướng Lỗi Lạc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà chỉ huy quân sự, chính trị gia Việt Nam, là đại tướng đầu tiên, tổng tư lệnh tối cao của quân đội nhân dân Việt Nam, một con người luôn sống hết mình vì đất nước. Ông đã về với đất mẹ Quảng Bình, về với người thầy đã dạy dỗ ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh, về với những vị anh hùng của dân tộc, về với những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Tuy đã ra đi, nhưng trong tim mỗi người dân Việt Nam, ông vẫn còn sống mãi. Xuất thân là một giáo viên dạy sử, ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo quân sự giỏi nhất trong lịch sử Việt Nam mà không qua lớp đào tạo quân sự nào. Ông được đánh giá là một trong những vị tướng kiệt xuất trên thế giới và được báo chí tôn vinh là anh hùng của nhân dân Việt Nam. Nhờ tài năng bẩm sinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lập được nhiều chiến công cho dân tộc. Một người trong vòng 30 năm đã đánh thắng ba đế quốc Nhật, Pháp, Mỹ. Đây là những chiến thắng vang dội chống lại kẻ thù xâm lược của nhân dân ta. Và trong đó, ông là người có công lao to lớn nhất. Dẫu vẫn biết một đời người rồi cũng phải kết thúc, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi thực sự đã để lại niềm đau xót vô bờ trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Tôi cũng rất xúc động trước những tấm chân tình mà người dân, bạn bè trên thế giới đã dành cho ông. Một người dân trả lời phỏng vấn đã khóc và nói: "Tôi rất đau buồn trước sự ra đi của đại tướng, tôi như mất đi một thứ gì đó quan trọng trong đời mình." Kể cả những cụ già sức không còn khỏe, thậm chí là những cụ già phải ngồi trên xe lăn, những người ở phương xa cũng không ngần ngại đến thăm viếng vị đại tướng vĩ đại của dân tộc. Họ chỉ có một điều ước nhỏ nhoi là thắp một nén hương cho vị đại tướng mà họ kính trọng. Nhiều bạn trẻ chia sẻ những cảm xúc của mình, những cảm xúc mà các bạn chưa từng trải qua trong đời. Những người không có điều kiện đến tiễn biệt đại tướng thì xem trên TV mà nước mắt cứ tuôn rơi. Nhà văn Sukhomlinsky đã nói: "Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác." Hay có câu nói: "Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc, còn mọi người xung quanh cười." Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc, còn bạn, bạn cười. Tôi thấy những câu nói này rất có ý nghĩa. Cũng giống như việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tuy không còn sống cùng với chúng ta, nhưng ông mãi in dấu trong trái tim mọi người. Ông ra đi với nụ cười trên môi khi đất nước đã hòa bình, ổn định, còn mọi người thì khóc, tiếc thương khi mất đi một vị đại tướng vĩ đại của dân tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói: "Tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó." Ông là con người lịch sử và cũng là con người của thời đại. Ông đã đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, thắng nhanh chuyển sang đánh chắc, tiến chắc. Một quyết định được coi là khó khăn nhất trong cuộc đời ông. Ông luôn lo nghĩ cho vận mệnh của đất nước, nhưng cũng không bao giờ hy sinh tính mạng của người dân, của những chiến sĩ một cách vô ích. Một đạo diễn người Pháp là Daniel Rosen, nguyên phóng viên thường trú báo Nhân đạo tại Việt Nam những năm 1980 đã viết: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyền thoại sống ở Việt Nam. Ông được công nhận là một trong những nhà quân sự tài giỏi nhất và một nhà chiến lược về chiến tranh nhân dân." Tờ Thời báo Châu Á đã viết: "Võ Nguyên Giáp là vị tướng tài ba, người lính số một của dân tộc Việt Nam." Hay dưới góc nhìn của dư luận Mỹ, tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao. Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử. Đặc biệt, người Pháp gọi ông là ngọn núi lửa phủ tuyết. Người Mỹ coi ông là một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại. Người Nga ca ngợi đại tướng bằng hai từ thống soái, vốn là danh hiệu chỉ dùng để gọi các vị anh hùng lỗi lạc của nước này. Giờ đây, trái tim ông đã ngừng đập, nhưng tâm hồn ông vẫn luôn hướng tới và dõi theo đất nước Việt Nam.
Vĩnh biệt đại tướng Võ Nguyên Giáp, vĩnh biệt người đã làm nên chiến công vang dội để có được đất nước phát triển như hôm nay. Mọi người sẽ nhớ mãi về ông, nhớ về vị đại tướng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.